Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Và mới nhất trong ngày hôm nay thì em xin được lên sóng gửi tới các bác một mẫu xe Daewoo Lachetti sản xuất năm 2008, đăng ký 2009. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này. Đấy. Và với chiếc xe này thì động cơ của xe là 1.6 anh chị nhá. 1.6 số tự động. Xe đã được độ lên full đồ chơi rồi. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp, các bác có thể nhìn thấy về tổng quan của em nó này. Biển số 17A08530 anh chị nhá. Và với mẫu xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 228 triệu đồng. 228 triệu đồng thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy tổng thành về form xe này, nhìn nó rất là đẹp luôn, không khác gì những chiếc xe Camry hay là những cái mẫu xe form dáng đời mới bây giờ, đúng không ạ? Nhìn có thể nói rằng rất là nhiều những mẫu xe đời mới trên thị trường hiện nay, với những mẫu xe phân khúc xe hạng C, phân khúc hạng bình dân thì rất là ít những cái dòng xe nào đó có thể ăn lại được về hình thức form dáng của xe. Để mà nói so với những chiếc CRX của Hàn Quốc. Đây chúng ta nhìn thế này. Và với mẫu xe này thì với mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 8 cho đến 9 lít trên 100 cây, thậm chí là không đến. Thì anh chị nào chúng ta cần một mẫu xe số tự động. Cái đặc thù của dòng xe CRX này là nó không chạy được tốc độ. Cái tốc độ nghĩa là cái tốc độ cao thì nó vẫn chạy được bình thường, nghĩa là cái tốc độ vượt nhanh trong khoảng thời gian ngắn thì dòng CRX này, nếu anh chị nào mà chúng ta đam mê tốc độ thì chúng ta gạt ngay ý tưởng chơi cái dòng xe này nhá. Đấy, dòng xe này thì nó phù hợp cho anh em nào chúng ta thích nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta đi điểm đạm, túc tắc, bình tĩnh thì anh em chơi dòng CRX này rất là ổn luôn. Xe trang bị cảm biến lùi này, camera lùi đầy đủ rồi. Đấy, với đằng sau xe cốp mở điện. Đây chúng ta nhìn toàn bộ những đường vân của xe cũng như là cái nước sơn này. Xe là không có bị đâm đụng gì đâu anh em nhé. Đấy, chúng ta nhìn toàn bộ phần cốt của nó này vẫn còn rất là đẹp luôn. Đây, toàn bộ những hệ thống cabo này. Đây mắt đèn này, chúng ta nhìn mắt đèn nhìn rất là đời mới, nhìn rất là ngầu luôn. Kể cả đèn hệ thống sương mù này cũng đã được độ lên bi rồi. Với mức giá là 228 triệu đồng sở hữu ngay chiếc xe Daewoo Lachetti CRX. Mà con này nó là phiên bản đầu, đời đầu anh em nhé. Sản xuất năm 2008, đăng ký lần đầu năm 2009. Nội thất hai màu rồi. Đấy, nội thất màu đỏ đen rồi. Đấy, các bác nhìn không gian nội thất với mức giá hơn 200 bỏ ra. Nhìn cái nội thất của nó quá là đẹp luôn. Và con này là cam kết cho các bác là xe là máy nổ khá là êm và máy chất, số má chuyển rất là mượt luôn. Đây. Không gian của nó, em nó thì chúng ta thì nhìn thấy rằng là cũng khá là rộng phải không ạ? Có thể ngồi được 3 người ngồi thoải mái. Đây. Những cái tắp ni cánh cửa của xe với phiên bản màu da hay màu này thì nhìn cái bản màu đỏ đen này là cái bản màu nhìn có thể nói rằng là rất là vào mắt luôn. Đấy, đóng mở cửa thì chắc lịch. Đó. Và bây giờ thì em sẽ cho anh em xem qua gầm nhé. Gầm của dòng xe này thì gần như anh em có thể yên tâm về cái thân vỏ của em nó. Gần như là không có những cái hiện tượng mục mọt. Đấy, theo năm tháng, dòng CRX nhập khẩu Hàn Quốc này tôn vỏ vẫn khá là tốt. Chạy rất là chắc chắn luôn. Chạy phải nói rằng là không khác gì Camry với Altis các bạn. Đấy. Nếu bác nào đang ở khu vực phía Bắc nhé, các bác có thể qua trực tiếp Salon ô tô số 1 Kinh Môn, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để có thể chạy thử và test cái chiếc CRX này. Đấy, xe độ full đồ chơi rồi. Con này chạy cực kỳ là ổn định anh em nhé. Nếu mà anh em xác định mà chúng ta đang có tầm tiền hơn 200 mà tìm cái mẫu xe form dáng đẹp, chạy đầm chắc, số tự động. Đấy. Option nhiều.
Em đang quay cho các bác xem chi tiết về hình thức bên ngoài thôi. Còn đâu nào, em sẽ giới thiệu về option sau. Đây, toàn bộ những cái ghế da vẫn là ghế da nguyên bản của nhà máy, chưa có may lại, được giữ từ năm 2008 đến giờ. À, năm 2009, đăng ký năm 2009. Đấy, xe đóng mở cửa nghe vẫn chắc lịch luôn. Và bây giờ thì em sẽ vào bên trong chi tiết nội thất và lổ máy lên cho các bác cùng nghe nhé. Thì cái dòng CDX này thì cũng như cái dòng City SE, nói chung là máy là phải nổ, là phải êm. Đấy, máy nổ mà kêu to mà cạch cạch là máy có vấn đề anh chị nhá. Đấy, máy CDX nổ rất êm luôn. Đây, em sẽ lổ lên cho các bác cùng xem. Về option của em nó thì có trang bị là hai từ khí hoàn toàn này, vô lăng tích hợp giải trí đa phương tiện này. Đấy, phanh ABS này, cân bằng điện tử này. CDX có cả cân bằng điện tử các bác nhé, vào khô quanh cực kỳ sướng luôn. Đó, máy lổ rất là êm luôn. Đấy, trợ lái cực nhẹ luôn, kể cả chị em phụ nữ mà chạy cái dòng xe này thì cực kìa sướng. Đây, kiểm tra số tự động này, chúng ta vào số D nhé, xe nó phải đứng im phắc. Vào số L lùi này. Đấy, xe nó phải đứng im phắc. Và chúng ta chạy cái dòng CDX này là anh em phải lưu ý về cái hệ thống số. Đấy, có những con xe nó có thể nói rằng là nếu mà máy số nó bị lỗi thì nó không chuyển số ở cái tầng số từ 1 đến 5. Đấy, sẽ có một số nó không chuyển, hoặc chuyển nó sẽ bị giật. À, máy chúng ta nghe là tiếng máy nào lổ cũng phải êm anh em nhé. Máy cũng nào nó phải lổ êm như thế này, không có những cái tiếng cọc cạch gì cả. Đấy, kể cả anh em mở gì, mở phần lắp hơi thừa này ra này. Đấy, đảm bảo là không có khóa trắng nhá. Và mở lắp ra máy vẫn phải hoạt động ổn định, không được bị giật máy hay là bị làm sao cả. Và dòng CDX này thì hầu như là trên thị trường là đến thời điểm bây giờ là máy hầu như là đều là phải làm lại thấp nhất là một lần. Đấy, và con này thì cũng không ngoại lệ các bác nhá, máy làm lại rồi, máy em chỉ còn cam kết cho các bác là máy chất thôi, máy đều có làm lại rồi các bác. Đấy, chạy rất là ổn định, không bao giờ báo lỗi, báo check nó trước thì luôn. Máy chúng ta đứng ở bên cạnh của dòng CDX này, nghe lúc nào phải tiếng máy nó khá là nhỏ. Đấy, bác nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy alo ngay trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 và kết nối cho em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết cho quý cô bác anh chị cùng xem nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cửa hàng. Anh chị nào mới xem được kênh có thể ấn nút đăng ký theo dõi kênh để có thể được cập nhật và được theo dõi tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cả bên em. Chào tất cả các bác nhé.